Vâng, em Việt xin gửi lời chào tới các bác cùng quay trở lại với kênh mua bán và trao đổi xe đã qua sử dụng Việt Xế Chất. Mấy ngày hôm nay thì mưa bão cứ tưởng là không mua bán được chiếc xe nào. Nhưng sáng ngày hôm nay thì có một bác bộ đội mang tới và bán cho bên em một chiếc xe phải nói là không bàn về chất các bác nhá. Gần như là anh chị đó đi mua xe nhưng mà về là chỉ để trong cơ quan thôi. 2018 bản G số tự động máy 1.5 biển Hải Dương duy nhất một chủ từ đầu. Nhưng mà con này lăn bánh chuẩn 4.700.000 km, sai 1 km em Việt tặng xe. Tất cả tình trạng xe cam kết cho các bác là nguyên zin nguyên bản, không một lỗi nhỏ. Anh chị nào chưa yên tâm đem đi check hãng một lần nữa trước khi mà chúng ta giao dịch với chiếc xe có thể nói là lồi đồng cối đá bền bỉ vô cùng đến từ thương hiệu Toyota này. Vậy thì ngày hôm nay với tầm tiền loanh quanh trên 400 triệu một tí thôi, và những ai yêu mến một chiếc xe bền lành đấy, mà quan trọng là chúng ta phải tìm được một chiếc xe chất, thì các bác hãy nán lại và theo dõi hết clip về chiếc Vios bản G 2018 mà em Việt vừa mới mua được trong sáng ngày hôm nay. Cũng chỉ mới kịp rửa qua nước lã thôi, chưa kịp làm gì hết nhá. Nhưng mà con này thì đảm bảo với các bác, nếu chúng ta không mua được thì các bác chỉ có đi mua xe mới thôi, bởi nó quá đẹp và quá là chất lượng. Vậy thì đây, ngay bây giờ em Việt sẽ chứng minh cái điều đó để cho các anh chị có thể cùng tham khảo với chất lượng chiếc xe này. Đầu tiên thì các anh chị có thể giúp em đi ngay vào phần đầu xe nhé. Vios ở thế hệ này thì vẫn được nhiều người ưa thích bởi cái form dáng thiết kế nhìn nó cứng cáp nam tính, nó không bị lỗi thời theo thời gian. Đúng không ạ? Ở thế hệ này nhìn nó cũng vẫn còn rất là đẹp. Và các anh chị nhìn này, 2018 nhá, nhưng mà từ cái đèn pha của nó này. Đấy. Quay rất gần này để cho các bác thể thấy nó đẹp, nó trong suốt như pha lê. Và các anh chị để ý là những cái đường viền xung quanh cái đèn pha nhá, nó không có bất kỳ một khe hở nào. Đấy, kể cả phần nối giữa mặt phần đầu xe và phần thân xe này. Đấy, cái mặt ca lăng được chưa ạ? Sơn zin của chiếc xe này thì cam kết với các bác là còn trên 90%, trên 90%. Đây, kể cả phần đèn gầm phía dưới này. Nó quá đẹp luôn nhá. Vâng, lăn bánh chuẩn 4.7. Mặt ca lăng với những chi tiết chrome theo thời gian thì các chị thấy là vẫn còn sáng như mới tinh. Đúng không ạ? Vâng, xe biển Hải Dương nhá, một chủ duy nhất từ đầu thôi các bạn, mà chủ cũ thì toàn là để ở trong cơ quan thôi. Nên là đến bây giờ đi được có 4.7 chuẩn, quá ít. Đấy, các anh chị nhìn này. Đấy, xe đẹp thì quay đâu cũng đẹp, đúng không ạ? Vâng, không từ để chê. Đó. Vâng. Các bác ngắm nhìn một chút cái ngoại thất của xe này đi. Xe này được trang bị la răng đa chấu, 4 phanh đĩa. Chủ cũ thì vừa thay một đôi lốp phía trước thôi, còn hai lốp sau thì vẫn là nguyên cùng đời theo xe. Và các anh chị nhìn này. Đương nhiên là có một vài vết xước sát, cái này thì em Việt chưa kịp xử lý. Bác nào mua thì em có thể là sơn lại nhá. Nhưng các anh chị nhìn giúp em cũng phanh bên trong này. Vâng, đấy, chất xe Hải Dương trắng tinh. Đây, vừa thay cho bác cái dàn lốp đôi lốp trước, được chưa ạ? Chạy chuẩn 4.7. Đấy, xi nhan tích hợp trên gương này. Vâng, tổng thể form dáng bên ngoài thì gần như là không tì vết. Vâng, sơn zin còn nhiều như vậy thì các bác thấy nó đẹp chưa ạ? Và Vios thì nó vẫn luôn nổi tiếng là một chiếc xe đi rất là tiết kiệm nhiên liệu. Cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó thì các bác thấy là 5,9 lít trên 100 km của đường ngoài đô thị. Con này ăn có 4,84 lít xăng thôi nhá. Đó, đây. Đấy, lốp sau la răng sau này. Đấy, hai lốp sau là còn liền đời theo xe nhá. Đấy, được chưa ạ? 18 này. Đấy, cũng phanh bên trong. Các bác nhìn giúp em. Đấy, xe nó hơi mưa bão, đâm ra là đường nó hơi mưa thì các bác thông cảm nhá. Gai vẫn còn rất là dày. Thường thì lốp trước nó mòn nhanh hơn là lốp sau. Nên là việc thay chủ nhân cũ thay cái lốp trước thì không có vấn đề gì, đúng không ạ? Đấy, thì các bác chúng ta thấy là lốp xe còn mới thôi. Và đây, tiếp tục các anh chị nhìn về phần đèn hậu phía sau này. Đố các bác tìm đâu ra được một cái từ để chê với chiếc xe này. Phải nói là nó quá đẹp. Đó, 2018 bản G số tự động. Đấy, giá rất tình yêu nhá, loanh quanh hơn 400 tí thôi. Đấy, em cứ quay trước để cho các bác kiểm chứng cái chất lượng xe này đi trước khi mà chúng ta bàn tới giá. Còn bác nào mà thiện chí thì sau khi xem xong cái clip của chiếc xe này thì các anh chị có thể là trực tiếp nhấc máy vào lô cho em Việt nhá. Đấy, theo hotline 0968 22889. Dạ, đây, lúc sau này. Đó, vâng, quá đẹp luôn. Đấy, không gì để chê về ngoại thất của nó cả. Vậy thì bây giờ chúng ta có thể cùng em đi vào nội thất để các bác thấy cái sự ngỡ ngàng khi mà chúng ta xem cái nội thất chiếc xe này. Vâng, thì đầu tiên thì xin mời các bác chúng ta kiểm tra giúp em cái bảng tappy cánh cửa đây. Các chị để thấy là chủ nhân cũ ta đi rất là giữ gìn nhá. Nên là cái tappy cánh cửa thôi nhìn cũng đã thấy đẹp rồi. Gần như không một vết xước sát. Đấy, tay lắm cửa mạ chrome, một kính auto, được chưa ạ? Và tất cả con ốc thì em quay các anh chị rất là kỹ luôn này để cho các anh chị thấy cái độ zin nguyên bản của nó. Vâng, như em nói là một lỗi nhỏ thôi thì em Việt tặng luôn các bác chiếc xe này, không phải nói nhiều. Đấy, tất cả đều zin nhá, tay móc khóa này, sáng. Đấy, và đây tem mác năm sản xuất 2018, được chưa ạ? Đấy, tất cả tình trạng còn nguyên zin nguyên bản. Đấy, hay là các anh chị nhìn giúp em cái ghế này.
chân ghế, vâng, không một vết vặn nhá. Và da ghế thì đây. Vâng, không nghĩ là một chiếc xe 2018, vâng, chúng ta cứ nghĩ là ngồi lên một chiếc xe đời 21-22 luôn. Bởi ghế da không hiểu chủ nhân ngồi kiểu gì mà không một tí vết các bạn. Anh chị nhìn này, không một vết nhăn luôn nhá. Đó, rất sạch đẹp. Đó, đây ghế phụ đây. Các bác cũng nhìn cho em này. Vâng, các anh chị thấy nó đẹp chưa? Không khác gì xe mới. Gương kính chỉnh điện, gập gương tự động, vâng, và các chi tiết là tắp đô này. Đấy, rất sạch đẹp. Đó, vô lăng nhá. Đấy, ba chấu này, khóe vô lăng này. Đấy, chị thấy bằng xe đi ít chuẩn xịn sò như này thì chúng ta mua về đi nó rất là yên tâm. Và đây em Việt có thể là ngồi nổ máy trong gang nhá. Đấy, máy nổ rất êm này, lăn bánh chuẩn 4.7, anh chị nhìn thấy chưa ạ? Đó, ở đây chúng ta có màn hình này, trên này thì chủ nhân cũng lắp thêm cho các bác một cái camera hành trình. Đấy, bản G thì bao giờ cũng sẽ có điều hòa auto này, nhưng các anh chị nhìn giúp em cái chi tiết của nó còn rất là mới. Đấy, kể cả cái cần số của nó luôn. Máy nổ rất êm. Đấy, điều hòa thì mát lạnh, vâng, điều hòa thì cực kỳ mát luôn các bạn. Các anh chị nhìn này. Đó, xe đẹp, quay đâu cũng đẹp. Thằng phải nói là con này chưa tìm ra từ gì để chê luôn các anh chị ạ. Trần này. Đấy, rất ok luôn nhá. Đó. À, vậy thì bây giờ tiếp tục các bác có thể là cùng em đi về hàng ghế thứ hai của nó đi. Đấy, để xem nó như thế nào. Có thể nói là Vios vẫn là một chiếc xe phân khúc hạng B mang lại cho chúng ta một không gian nội thất rất là thực dụng. Với hàng ghế sau này các anh chị chúng ta ngồi ba người lớn thoải mái, ba người lớn thoải mái các bạn. Đấy, và các anh chị thấy này, ghế da hàng ghế sau không hiểu là có người ngồi hay không mà nó còn mới như này, gần như là không một vết bẩn hay là một vết nhăn luôn các anh chị nhá. Đó, và đây các chi tiết nội thất của chiếc xe này siêu đẹp. Và các bác đã thấy đúng chưa? Đấy, con này thì em Việt đã bảo là cam kết cho các anh chị là không một lỗi nhỏ rồi. Bác nào yêu thì cứ trực tiếp nhấc máy alo cho em nhé. Đây, tất cả nó không một vết vặn luôn. Đó, bây giờ chúng ta kiểm tra tới cái phần cốp này. Đó, các bác thấy này, độ zin nguyên bản thì đây nhá. Từng cái tấm lỉ hay là từng cái chút khóa các bác nhìn nó đẹp chưa? Hiếm cái mẫu xe nào mà chủ nhân cũ người ta đi người ta giữ gìn như này. Đấy, gần như mới tinh cái nội thất bên trong. Đấy, cốp rất rộng. Đấy, phải vì dưới này thì các anh chị chúng ta sẽ có lốp dự phòng này. Đấy, tôn sắt xi thì vẫn còn xanh lẹt. Đấy, kích thay thế nhá. Và đây, lốp dự phòng vẫn còn nguyên đời này. Đấy, các bác nhìn tôn sắt xi quá đẹp luôn. Thực sự là con này thì không có bàn cãi gì về chất lượng cả. Đấy, bác nào cảm thấy là lăn tăn gì đó thì các anh chị chúng ta đem đi check hãng giúp em. Vâng, đem đi check hãng một lần nữa giúp em nhá. Đấy, quá đẹp đúng không ạ? Đó, tất cả các chi tiết của xe này chưa tìm ra được một từ để chê. Đấy, các anh chị thấy này. Đó, rất ok rồi. Vâng, ra ghế. Vậy thì để tiếp tục chất lượng chiếc xe thì ngay bây giờ xin mời các bác có thể là kiểm tra cùng em tới phần khoang động cơ của nó. Vâng, vậy thì đây là khối động cơ máy 1.5 đua VVTi nổi tiếng của chiếc Vios. Và mở cái lắp capo ra thì em cứ nghĩ đây là động cơ của một chiếc Vios 2021. Anh chị thấy này. Vâng, từng con ốc nó vẫn còn sáng nguyên. Đấy, xe em đang đầy nổ máy nhá. Nhưng chúng ta nghe thấy tạch 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 thôi, đúng không ạ? À, vẫn còn những con ốc bảy màu ở cái khu vực máy phát này, củ phát này các anh chị nhìn này. Vâng, nó đẹp đến mức độ như vậy. Đấy, bao zin cũng bắt từ doang dàn cò nhá. Đấy, anh chị nào biết thì có thể là xem đây, đây. Da máy nó quá tươi, đúng chất xe Hải Dương. Các bác mua được con này thì đảm bảo là yên tâm. Đấy, hay là tụ ụ giảm sóc, các anh chị nhìn này. Đấy, cabo đây nhá. Không một tí vết. Vâng, không một tí vết luôn. Đấy, khẳng định cái chất lượng con này thì các bác không bao giờ phải lăn tăn về chất lượng của nó cả. Đấy, các chi tiết này. Vâng, nó quá đẹp các bạn. Và con này thì khẳng định luôn là quá đẹp. Vâng, vậy thì chất lượng của chiếc Vios G 2018 đang có sẵn tại showroom của em Việt thì các bác cũng đã có thể tham khảo được rồi đúng không ạ? Và mức giá của em đang chào bán cho em nó ngày hôm nay chỉ với 425 triệu mà còn thương lượng được. Cho bác nào quan tâm thiện chí thì nhấc máy trực tiếp alo cho em theo hotline 0968 22889 không các bác. Một lần nữa thì cảm ơn quý chị đã cùng theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Chúc quý chị chúng ta một ngày mới thật vui vẻ. Và hãy cùng ấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm chất lượng có mặt tại kênh YouTube Việt Xế Chất.